bói to vậy. Cái loại này là 7 bệnh anh. 7 bệnh. Anh rồi chơi 5 bệnh luôn. Mũi đầu cũng 7 bệnh luôn à? Tưởng nó tự hay tiêm 5 5 7. 5 7 bệnh. Mũi đầu cũng phải 7 bệnh nhỉ? 5. Đầu, mũi đầu mình tiêm là 5. Mũi 5 bệnh thì có thể tiêm sớm hơn. Cái con chó hôm qua cái đứa kia nó bắt nó học số ôi cô ơi, nó nghịch lắm cô ạ. Nó vừa gọi điện nó. Đứa con gái đúng không? Ừ. Con này khéo lắm. Nào cô ơi, cô nó vừa gọi điện nó, ôi cô con này nó nghịch mà nó đánh đá lắm cô ạ. Nó suốt ngày nó sủa. Con này nó hiền. Anh cầm đầu, anh cầm đầu. Đó một cái mồm thôi, không phải tiêm này, không tiêm cục. Con này nó về nhà mới là một mình nó mồm. Bao giờ nó cũng kêu đúng không? Chứ ở nhà mình nó có kêu có mấy đâu, nó chỉ lúc nào nó đói, nó đòi ăn luôn. Đói với cả đánh nhau mấy con này. Đây là xin anh rồi. Tiêm xong rồi chiến ngay rồi. Chưa con nào anh ạ? Con này vừa tiêm xong. Rồi em cầm đằng mấy. Xong rồi, rồi. Vậy là chút thuốc hay chút đi. Bây giờ thoải mái chút. Đầu mũ chuột kim đâu? Đó cho một lọ, cho một lọ. Để cả lọ, cả bốn lọ đúng mà chụp. Quay cái mát lên mà chụp. Có lòng đúng không? Thôi được rồi, được rồi.